các vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Và sau đây là bản tin từ chúng tôi. Hơn 20 thứ vũ khí đáng sợ của Ronaldo khiến đối phương dè chừng. Dù luôn so kè nhau trong suốt hơn 10 năm qua, nhưng siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo vẫn luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho đại kình địch Lionel Messi. Ronaldo và Messi là hai huyền thoại trong làng bóng đá đương đại, thay nhau giành tới 11 danh hiệu vô địch bóng vàng kể từ năm 2008 đến nay. Ở thời kỳ đỉnh cao, CR7 thi đấu cho Real Madrid, đối thủ không đội trời chung của Barca và Messi, và họ chính là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển của nhau. Cùng điểm qua hơn 20 thứ vũ khí đáng sợ của Ronaldo khiến đối phương dè chừng. Nếu thấy video thú vị, đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero để không bỏ lỡ những video thú vị nhất từ chúng tôi. Không ngoa khi nói, Ronaldo chính là cầu thủ đẳng cấp nhất trong số những cầu thủ đẳng cấp của làng túp cầu. Siêu sao người Bồ Đào Nha thực sự là một nỗi khiếp sợ của hàng thủ bất kỳ đối thủ nào. Với những kỹ năng điêu luyện, những màn trình diễn không chê vào đâu được. Không ít lần CR7 đã khiến những siêu hậu vệ hàng đầu thế giới phải ngẩn người, còn các tiền đạo đối phương thì ngước nhìn đầy thán phục. Vậy điều gì đã tạo nên một Ronaldo cừ khôi như vậy? Hãy theo dõi hết clip để biết được những thứ vũ khí đáng sợ của siêu sao này nhé. Piqué đã không còn xa lạ với người hâm mộ đội bóng xứ sở bò tót. Thế nhưng không ít lần, Piqué lại bất lực trong việc kèm cặp Ronaldo ở các trận siêu kinh điển. Nhận bóng từ đồng đội bên hành lang trái, sau vài động tác kỹ thuật, siêu sao sinh năm 1985 đã biến Piqué từ một trung vệ xuất sắc thành gã hề chỉ trong tích tắc. Sau đó, anh đã thực hiện một động tác bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Iker Casillas. How could I know you were falling to grabbing the wind, cutting my skin. Với những cú sút sấm sét của mình, Ronaldo thường xuyên đánh bại thủ thành đối phương từ những khoảng cách khó tin, như trong pha ra chân đầy uy lực vào lưới Osasuna ở La Liga 2011-2012. Có thể thấy, hàng thủ đối phương đã vô cùng bất ngờ và thủ thành của Osasuna dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể nào cản phá nổi cú sút mạnh mang tốc độ tên lửa ấy. Siêu sao người Bồ đã ăn mừng bằng cách kéo quần lên chỉ vào bắp đùi cuồn cuộn những múi cơ của mình. Đó là bí quyết để tạo nên những cú sút sấm sét của CR7. Trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018, Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha dẫn 3-2 đến những phút cuối trận đấu. Những phẩm chất ngôi sao một lần nữa giúp tiền đạo sinh năm 1985 đưa đội bóng vượt khó. Cú đá phạt thành bàn ở phút cuối giúp Bồ Đào Nha cân bằng tỷ số 3 đều. Đó thực sự là một cú sút phạt vô cùng hoàn hảo của CR7. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Trong một trận đấu có ý nghĩa sống còn của Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã thể hiện đẳng cấp và giá trị của một ngôi sao lớn khi ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Thụy Điển, giúp đội tuyển của anh giành vé dự vòng chung kết World Cup 2014. Màn trình diễn quá tuyệt vời của CR7 trong trận này làm lu mờ Ibra và tiền đạo người Thụy Điển dù lập cú đúp nhưng vẫn bị lép vế so với Ronaldo. And how will we ever see if we are meant to be? It's still.
Trong kỷ nguyên của Mourinho tại Real Madrid, đội bóng hoàng gia thường tỏ ra lép vế ở những trận cầu siêu kinh điển. Tuy thế, Cristiano Ronaldo vẫn biết cách tỏa sáng để chứng minh giá trị của bản thân. Điển hình trong trận siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa 2012-2013, đối đầu với Barca, Gonzalo Higuain giúp đội chủ sân Bernabeu khai thông thế bế tắc ngay phút thứ 11. Bị dẫn bàn, ông lớn xứ Catalan đã tràn lên tấn công và để hỏng hàng phòng ngự. Tận dụng một cơ hội phản công, Ronaldo đã thoát súng và thực sự biến Piqué thành trò cười trước khi ghi bàn nhân đôi cách biệt. Tỷ số chung cuộc của trận đấu đó là 2-1. Sự nguy hiểm của Ronaldo trong những pha dứt điểm là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, anh cũng là chân kiến tạo cực kỳ hiệu quả trong những năm qua. Không ít lần siêu sao này tung ra những đường chuyền chuẩn xác, đặt đồng đội vào thế không thể không ghi bàn, chẳng hạn như tình huống này. Rabona xuất phát từ một bước nhảy trong vũ điệu tango của người Argentina. Chính vì thế, rất nhiều cầu thủ Albiceleste có thể dễ dàng thực hiện Rabona một cách trơn tru và thuần thục. Thế nhưng, dù không mang dòng máu của xứ sở tango, nhưng Ronaldo vẫn vô cùng điều nghệ ở kỹ thuật này. Nhìn cái cách anh Rabona chuyền bóng cho người đồng đội của mình ghi bàn trong tình huống này thì không phải bàn cãi gì thêm nữa. Năm 2016, khi còn khoác áo Real, CR7 đã ghi một siêu phẩm đánh góp cực dị vào lưới Valencia. Bàn thắng được tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi được ở phút 90+2, tại thời điểm Real Madrid đang bị đối thủ dẫn 2-1. Từ đường chuyền của Di Maria bên cánh trái, Ronaldo thực hiện cú đá bóng bằng gót trên không gây bất ngờ cho cả hàng phòng ngự và thủ môn đối phương. So down, I can't control my heart.
Vừa rồi là những vũ khí đáng sợ của siêu tiền đạo 35 tuổi khiến đối phương phải dè chừng. Khả năng của anh dường như đã vươn tầm vũ trụ. Và nếu là fan chính hiệu của Ronaldo thì đừng quên để lại bình luận phía bên dưới video nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.